Quay nhá. Tôi bộ ăn chén. Đấy anh ơi. Bộ này là bộ một ấm 5 chén. Hàng ngũ sắc nhá. Giấy tờ đầy đủ rồi. Giấy tờ đầy đủ luôn. Em biết nó ghi cái gì luôn nhá. Không biết ghi gì. Để tạm đây. Ủa, cái này vẫn còn chưa ăn gì, vẫn còn nguyên này. Nguyên chưa bóc, thôi mình cứ để này. Mong anh em xem là trúc đào thứ đẹp không. Đây là men xanh 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 lục rất đẹp nhé, mới tinh mới thế, cũng làm quá mới. Để lấy thử một chén nhé, nghe cái lắp chén này. Em lắp chén, mấy cái chén nhá, ký như sau này. Ký chôn chén đấy, đấy anh em xem, một cái này đây là một cái ấm này, để anh em xem luôn. Đấy, anh em nhìn này, hoàn toàn đẹp không? Xem bên này là bao nhiêu đo này, 1999 đấy, cao độ 66 nhé. Sản ấm này dài bao nhiêu, ấm này dài 17 miệng độ 12 đấy, này cao 99 cao 9 nhé. Đấy, để trong hộp này rất là đẹp nhá, cũng có 1 2 3 4 5 cái. Đây là gốm của Arita nhé, gốm Arita, gốm Arita. Đây là có chữ Arita này, em nhìn đi nhá, chữ Arita nhé, Arita là hoàng. Các bạn nếu mà muốn mua sở hữu cái bộ ấm chén này thì liên hệ với mình nhá, số điện thoại 0925097, điện lúc nào cũng có nhá, ship tận nơi cho anh em. Một bộ ấm rất là đẹp, ngũ sắc, một ấm 1 2 3 4 5 chén, hộp đầy đủ, full hộp đầy đủ nhá, lắp hộp đây đầy đủ, hàng nhật xịn sò, còn tem mác đầy đủ. Cảm ơn anh em đã xem video nhá.